Từ một cậu bé lớn lên tại một khu vực luôn xảy ra tranh chấp, xung đột, cậu bé người Palestine bỗng trở nên nổi tiếng khắp thế giới với khả năng uốn dẻo tuyệt vời của mình. Theo đó, cậu bé không xương này cũng vừa mới ghi tên mình trong danh sách kỷ lục Guinness thế giới nhờ khả năng này. Cậu bé 13 tuổi Mohamed Anshek, cao khoảng 1,37m, nặng 31kg và có khả năng xoay thân theo nhiều hình dáng vô cùng dị thường. Với việc phá kỷ lục khi nằm sấp, vặn ngược mình và chân lên đầu trong 1 phút, xoay tròn liên tục được 38 vòng, Anshek đã ghi tên mình vào danh sách kỷ lục thế giới. Được biết, kỷ lục được xác lập trước đó là 29 vòng. Cậu bé không xương này hiện đang tiếp tục tập luyện để có thể nâng cao khả năng của mình, cũng như thiết lập nên các kỷ lục khác. Anshek trở nên nổi tiếng sau chương trình truyền hình Tìm kiếm tài năng Ả Rập ở Liban vào năm ngoái. Cậu bé này thậm chí có thể nằm trên bàn cà phê, uốn ngược chân qua vai và dùng các ngón chân để cầm một chiếc cốc lên uống nước.